một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng quay trời. Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh. Mình cũng không biết nói gì thêm, xin cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các con. Chương trình bắt đầu. Bắt đầu mở màn chương trình của chúng ta sẽ là một màn mới lân nhé. Nhưng mà hôm nay thì chỉ có một con lân thôi, cho nên là các con đừng có chê cô chú là không chuẩn bị chu đáo nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơn của Lân rồi. Em xin tiếp tục chương trình ạ. Vừa đấy là một màn múa lân cây nhà lá vườn của hội. Sau đây là em xin được giới thiệu các nhà tài trợ. Nhờ có các nhà tài trợ cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có một buổi dành cho các con thật là ý nghĩa. Cho nên là em muốn chia các nhà tài trợ sau ạ. Em muốn giới thiệu đến các thành viên trong ban quản trị của hội Kết Nối Yêu Thương. Em xin mời anh Dũng, xin mời anh Việt Anh và xin mời chị Vũ Hà. Nhà tài trợ tiếp theo là em xin mời chị Sáu Nguyễn. Chị Sáu Nguyễn đã tài trợ 2 triệu đồng, nhưng mà hôm nay chị Sáu Nguyễn ở nước ngoài và không kịp về để chung vui với chúng ta. Cho trái đất hoài, cùng bay nào, cho trái
các con hát một bài nữa nha. Anh Hùng sẽ hát với các con một bài nào. Mơ Vi Vũ anh nào, em sẽ lên hát với các con một bài. Yeah.
là 6 cây trứng thì sẽ đập lại. Các con hiểu chưa nào? Các con hiểu chưa? Đến điểm này nha, các con lên đây, các con lên xoay một vòng.
Các con về chỗ nha.
thôi. Thank you.
con đến từ Sơn Tây ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
chiếu em theo trên đường. Em là buồn, em là đứa em rất buồn, vì em không biết đi đi về đâu. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Chiều nào gió tóc ngồi về
em theo anh về cùng đi chơi. Về đây để thấy quê hương được bao giờ lớn lên, thăm được đất được tối tây và trên trời. Chúng chân con đầu cùng đi như kiếp xa ca, sinh ra trong đời nào dần đưa tách đi xa. Con tim anh thao khát đầy trần, trong cơn lòng con muốn thay.